tình trạng buôn bán sử dụng chất cấm trong ngành công an, ai phải chịu trách nhiệm đây? Lâu nay, công luận hết sức bức xúc trước tình trạng tha hóa xuống cấp đạo đức của lực lượng công an Việt Nam. Thậm chí một số không nhỏ người dân đã khẳng định ngành công an là một tổ chức tội phạm có giấy phép. Tình trạng các cán bộ chiến sĩ trong ngành công an vi phạm pháp luật với mục đích kiếm tiền bằng mọi giá, kể cả việc sử dụng buôn bán chất cấm, đã trở thành chuyện thường ngày ở huyện. Cụ thể, tháng 4 năm 2024, Công an Hải Phòng tước danh hiệu Công an Nhân dân với hai nữ cán bộ công an về hành vi sử dụng và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Đáng chú ý, trong sự việc đó có cả một nữ đội hình sự chống ma túy Công an Hải Phòng với tang vật tại hiện trường là 0,13 gram kentamin và một số tang vật khác. Mới đây nhất vào ngày 25 tháng 10, truyền thông nhà nước đồng loạt đưa tin cán bộ công an ở Hà Nội dùng ô tô công an phường để chở ma túy. Bản tin cho biết Viện Kiểm soát Tối cao của ban hành cáo trạng truy tố 12 bị can về tội mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia từ Lào về Việt Nam. Trong đó có các bị can Nguyễn Văn Hưng và Hà Minh Đức là cựu cán bộ đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, công an quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Theo cáo trạng, bị cáo Nguyễn Văn Hưng trực tiếp sử dụng ô tô để đảm bảo trật tự tại cơ quan công an để vận chuyển ma túy đi cất giấu. Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến đặt câu hỏi tại sao lực lượng nhân danh, thanh kiếm và lá chắn của chế độ với trách nhiệm đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội đã để xảy ra các bê bối nghiêm trọng đến như vậy. Phải chăng ngôi nhà của lực lượng công an nhân dân đã dột từ nóc, dột xuống và đó là hệ quả của tình trạng thượng bất chính, hạ tất loạn. Ngành công an dưới thời ông Tô Lâm làm bộ trưởng đã có nhiều bằng chứng cho thấy sự tất khuất trong các vấn đề liên quan việc buôn bán chất cấm. Điển hình như việc Chi cục Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất đã phát hiện 4 tiếp viên của Vietnam Airlines mang theo 11,4 kg ma túy trong hành lý. Vụ việc này được truyền thông nhà nước đưa tin rộng rãi, nhưng sau khi phía hải quan bàn giao 4 tiếp viên này cho cơ quan công an, thì công luận bất ngờ công an thành phố Hồ Chí Minh đã trả tự do cho 4 nghi phạm này. Theo giới phân tích, Tổng Bí thư, cựu Bộ trưởng Công an Tô Lâm lâu nay đang nỗ lực để duy trì một nhà nước cảnh sát với chế độ công an trị, nhằm giữ vững an ninh chính trị để tiếp tục duy trì vị trí độc tôn lãnh đạo, quản lý nhà nước xã hội của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhưng với chất lượng đạo đức, tác phong của cán bộ chiến sĩ trong ngành công an về đông về số lượng nhưng không đảm bảo chất lượng. Đó là lý do lực lượng công an vi phạm pháp luật tràn lan, mang tính hệ thống như đã thấy. Thường trực Ban Bí thư Trung ương khóa 12 ông Trần Quốc Vượng đã từng phải cảnh báo về sự tha hóa biến chất của lực lượng bảo vệ chế độ. Theo ông Trần Quốc Vượng nói, cơ đồ ta xây dựng 75 năm nay, sụp đổ hay không cũng do chúng ta thôi. Chẳng phải do kẻ thù đâu. Chẳng ai xâm lược mình, chẳng ai mang máy bay Đại Bác đến xâm lược, lật đổ chúng ta đâu. Ta không làm tốt thì tự ta lật đổ ta thôi. Dư luận xã hội thấy rằng ý kiến vừa kể trên của ông Trần Quốc Vượng rất xác đáng, đã đánh giá đúng thực chất của vấn đề. Ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam và Tổng Bí thư Tô Lâm cần nghiêm túc suy nghĩ và giải quyết. Đồng thời, công luận yêu cầu ông Tô Lâm cần phải trả lời cho người dân được rõ ai và vì đâu lại để cho lực lượng còn đảng còn mình tha hóa nghiêm trọng và kéo dài đến như vậy. Tướng quân đội sẽ tràn ngập trong bộ máy lãnh đạo nhà nước, sự thật hay tin đồn? Việt Nam một quốc gia đang ở trong thời bình, nhưng các lãnh đạo cấp cao trong tứ trụ có đến 3 người là các tướng lĩnh công an và quân đội. Đồng thời, sự thiếu vắng các lãnh đạo kỹ trị được đào tạo bài bản sẽ ảnh hưởng đáng kể trong việc phát triển kinh tế của đất nước. Theo giới phân tích, các tướng lĩnh công an và quân đội ở Việt Nam hiện nay không có nhiều khả năng về kỹ trị do không được đào tạo để quản trị quốc gia. Điều đó sẽ tạo ra một sự ngăn cách giữa lãnh đạo Việt Nam với các chính sách của quốc gia dân chủ phương Tây. Dưới thời của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, lực lượng thanh kiếm và lá chắn là chỗ dựa quan trọng cho Đảng Cộng sản Việt Nam. Tuy nhiên, việc ông Trọng quan tâm quá lớn tới lực lượng công an đã khiến cho giới chức tướng lĩnh quân đội không hài lòng. Việc đòi hỏi phải cân bằng quyền lực giữa công an và quân đội là nhu cầu bức thiết. Thậm chí, các tướng lĩnh quân đội đã được cho là mong muốn quân đội đóng vai trò trung tâm trong hệ thế chính trị tại Việt Nam. Việc Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Đại tướng Lương Cường trở thành tân chủ tịch nước là thắng lợi đáng kể cho phe quân đội. Có ý kiến cho rằng thừa thắng sốc tới, phe quân đội đang thể hiện xu hướng sẽ nắm giữ các vị trí lãnh đạo trong hệ thống chính quyền cấp địa phương,
đó là các chức danh bí thư, chủ tịch cấp tỉnh và thành phố. Ý kiến này căn cứ vào việc mới đây, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh, một trong ba tướng lĩnh lực quân đội phong hàm cú chót trong cuộc tháo lui của Tô Lâm, đã trở thành tân bí thư tỉnh ủy tỉnh Thanh Hóa. Đây là lần đầu tiên một thượng tướng quân đội vừa được phong hàm sau 5 ngày thì đã chuyển sang lãnh đạo chính quyền cấp tỉnh. Công luận thắc mắc Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh sẽ hưởng được lương của chức vụ bí thư tỉnh ủy hay theo cấp bậc thượng tướng hoặc cả hai. Việc sử dụng tướng lĩnh quân đội làm lãnh đạo cấp tỉnh như trường hợp tướng Nguyễn Doãn Anh đã khiến cho người ta liên tưởng đến vấn đề an ninh mất ổn định. Như dưới thời đệ nhất Việt Nam Cộng Hòa, chính quyền đã bổ nhiệm hàng loạt tướng lĩnh sĩ quan trong vai trò tỉnh trưởng hay quận trưởng. Trong bộ máy quản lý nhà nước hiện nay, các lãnh đạo cấp cao của ngành công an đang nắm giữ các vị trí bí thư, chủ tịch các thành phố trên cả nước với số lượng không hề nhỏ. Đây là một trong những lý do khiến cho lực lượng ủy viên Trung ương và ủy viên Bộ Chính trị có gốc là công an luôn áp đảo các ngành khác, cũng như áp đảo cả bên quân đội. Đến nay, do quá lép vế trước phe công an, nên phe quân đội mới bừng tỉnh, và theo suy đoán tới đây, họ cũng sẽ chơi con bài tương tự. Quân đội sẽ bắt đầu triển khai chiếm lĩnh mặt trận này, không chỉ ở cấp tỉnh, thành phố, mà còn ở các bộ ngành, trung ương. Tới đây, các tướng lĩnh quân đội sẽ xuất hiện trong bộ máy lãnh đạo nhà nước ngày càng nhiều hơn. Nếu đúng như suy đoán, thì điều đó sẽ khiến cho vấn đề vũ trang hóa bộ máy chính quyền ngày càng tệ hại hơn trước đây. Điều đáng nói, các tướng lĩnh quân đội không được đào tạo về kiến thức cũng như nghiệp vụ quản lý nhà nước sẽ rất khó khăn trong công việc mới của mình. Hơn thế nữa, với tác phong chỉ huy của giới chức quân đội sẽ khác xa với phong cách lãnh đạo của giới chức dân sự. Từ đó sẽ nảy sinh sự độc đoán, độc tài theo kiểu chỉ bàn làm, không bàn nổi, như ông Thủ tướng Phạm Minh Chính khi nói về dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam. Việt Nam vốn đã thiếu vắng các khuôn mặt có khả năng kỹ trị trong bộ máy lãnh đạo nhà nước. Đến nay lại xuất hiện xu hướng mới, đó là sự lãnh đạo của giới chức tướng lĩnh quân đội. Đây là điều sẽ khiến cho các nhà đầu tư ngoại quốc nghi ngại và đặt câu hỏi về tính ổn định chính trị tại Việt Nam. Đó là điều lợi bất cập hại. Tại sao cần trưng cầu dân ý với dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam? Dự án xây dựng đường sắt cao tốc Bắc Nam là một dự án rất lớn với vốn đầu tư lên tới 67 tỷ đô la. Cho dù lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam nhiều lần trấn an rằng đường sắt cao tốc Bắc Nam sẽ được xây dựng bằng nguồn nội lực trong nước, không vay vốn từ nước ngoài, nhưng có nghi ngờ cho rằng Trung Quốc sẽ là nhân tố bí mật và sẽ lộ diện ngay khi có cơ hội thuận tiện. Bởi lý do ngoài Trung Quốc ra, Việt Nam khó có thể tìm được một đối tác nước ngoài nào có khả năng cung cấp tín dụng và công nghệ cho đại dự án này. Ngoài ra, cũng vì sự áp đặt và sự gấp rút của Thủ tướng Phạm Minh Chính, cụ thể vào ngày 7 tháng 10, kết luận của Thường trực Chính phủ cho biết dự án này đã được Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương Đảng thống nhất chủ trương. Đồng thời, Thường trực Chính phủ đã yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải khẩn trương tiếp thu ý kiến, hoàn thiện hồ sơ gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Hội đồng Thẩm định Nhà nước trước ngày 10 tháng 10, để sau đó trình Chính phủ vào ngày 18 tháng 10. Theo giới chuyên gia nhận định, một dự án xây dựng đặc biệt quan trọng, có vốn đầu tư hàng chục tỷ đô la mà chỉ thẩm định vẻn vẹn trong vòng có một tuần, thì quả là không thể tưởng tượng được. Chưa kể vấn đề phương án kỹ thuật của dự án mà chính phủ đưa ra vẫn còn gây ra nhiều tranh cãi. Câu hỏi đặt ra là tại sao ông Phạm Minh Chính vì lý do gì đã kiên quyết khẳng định rằng chỉ bàn làm, không bàn lùi? Phải chăng có sự thúc đẩy của ban lãnh đạo Bắc Kinh? Ngoài ra có nhiều ý kiến nhận thấy chính quyền cần tổ chức trưng cầu dân ý về đại dự án này. Luật trưng cầu dân ý Việt Nam đã ban hành một cái hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2016 vừa được đánh giá là sự thể chế hóa quyền lực dân chủ trực tiếp của công dân đã được hiến pháp quy định. Tuy nhiên, kể từ đó cho đến nay, bộ luật này chỉ tồn tại trên văn bản và không được chính quyền áp dụng một lần nào. Theo kế hoạch, Quốc hội Việt Nam khai mạc vào 21 tháng 10 sẽ xem xét và thông qua nghị quyết kế hoạch xây dựng tuyến đường sắt cao tốc Bắc Nam. Đây là lần thứ hai dự án này sẽ được Quốc hội xem xét và thông qua. Lần thứ nhất vào ngày 19 tháng 6 năm 2010, sau khi đã có sự chấp thuận của Bộ Chính trị và Trung ương Đảng, Chính phủ của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã trình Quốc hội với chi phí đầu tư khoảng 58 tỷ đô la. Nhưng có tới 208 người trong tổng số 439 đại biểu Quốc hội, chiếm tỷ lệ 41% đã bỏ phiếu không tán thành. Tham vọng ăn sáng ở Hà Nội, ăn trưa ở Sài Gòn của ông Ba Dũng đã phá sản. Tuy nhiên, có nhiều dấu hiệu báo trước cho thấy Quốc hội lần này sẽ không phản bác dự án này như cách đây 14 năm.
dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam sẽ được Quốc hội thông qua với lý do các đại biểu Quốc hội hiện nay chỉ là những nghị gật theo chỉ thị của Đảng. Lần này, khả năng cao dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam sẽ được triển khai bất chấp các cảnh báo của giới chuyên gia, kinh tế cũng như kỹ thuật. Đây sẽ là một cái chết được báo trước. Dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam sẽ gây ra tai họa gấp hàng trăm, hàng ngàn lần dự án đường sắt trên cao Cát Linh, Hà Đông, với chiều dài chỉ vẹn vẹn có 14 km như đã thấy. Kể cả vấn đề đội vốn thêm nhiều chục tỷ đô la cũng cần phải được lường trước. Các quan chức lãnh đạo Việt Nam rồi cũng sẽ hoàn toàn vô can và được hưởng những món lãi quả khổng lồ. Ở chiều ngược lại, mọi sự thiệt hại đều phải trả bằng những đồng tiền thuế đẫm mồ hôi và nước mắt của hàng trăm triệu người dân Việt Nam. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin Tại sao cần trưng cầu dân ý với dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.